Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin 18 giờ 30 phút ngày hôm nay. Bản tin đang được phát trực tuyến trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Bây giờ là những nội dung cập nhật mới nhất. Sáng nay diễn ra hội nghị kết hợp trực tiếp và trực tuyến toàn quốc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để quán triệt và triển khai nghị quyết số 30 ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị, dự tại điểm cầu trụ sở Trung ương Đảng và Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đồng bằng sông Hồng với 11 tỉnh thành phố là địa bàn chiến lược quan trọng bậc nhất của cả nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và ngoại giao. Đây là cửa ngõ phía Bắc của nước ta, của ASEAN và kết nối với thị trường lớn nhất thế giới là Trung Quốc, có hệ thống hạ tầng giao thông tốt nhất cả nước với 3 hành lang kinh tế đi qua và là một trong 3 vùng động lực phát triển. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 30 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng. Các mục tiêu nghị quyết đặt ra là hoàn toàn mới với tinh thần phấn đấu đến năm 2030. Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tập trung phát triển công nghiệp dịch vụ hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ xanh. Đến năm 2045, theo hướng xanh bền vững toàn diện, phù hợp với quy hoạch quốc gia. Sáng nay, Hội Người mù tỉnh Hưng Yên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội kết nạp mới được trên 70 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh gần 1.100 người, sinh hoạt tại 130 chi hội. Hội đã mở được gần 30 lớp dạy chữ, dạy nghề, tin học, tập huấn nghề, kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt và phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai 31 dự án cho gần 130 lượt người vay vốn. Cùng với đó, các cấp hội vẫn duy trì hoạt động hơn 50 cơ sở tẩm quất, xoa bóp do hội và các cá nhân quản lý, giải quyết việc làm cho trên 100 người. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 26% xuống còn trên 19%. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Người mù tỉnh Hưng Yên phấn đấu kết nạp từ 50 đến 70 người mù vào sinh hoạt hội, 100% hội viên trong độ tuổi lao động có nhu cầu được vay vốn, học nghề, 100% người mù được tiếp cận thông tin. Tỉnh đoàn Hưng Yên vừa tổ chức chương trình Xuân Biên Giới Tết Hải Đảo năm 2023 tại trường trung học cơ sở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Sau 2 tháng phát động, đến nay, ban tổ chức đã tiếp nhận 60 lu quất xuân, 100 quân lịch, 1.800 lá cờ tổ quốc và nhiều đặc sản khác của tỉnh Hưng Yên với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Toàn bộ phần quà sẽ được trao gửi tới các chiến sĩ công tác bảo vệ chủ quyền tổ quốc tại Trường Sa. Tại chương trình, ban tổ chức cũng giới thiệu 60 hình ảnh sống động, phản ánh cuộc sống tại Trường Sa, nhà gian JK1 và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc, giới thiệu bản đồ tự hào biển đảo Việt Nam với 33 lá cờ tổ quốc từ 33 điểm đảo ở quần đảo Trường Sa. Trong đề án nâng cao hiệu lực hiệu quả phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030, Bộ Giao thông Vận tải lưu ý các cơ quan, đơn vị phải chủ động nhận diện những khâu, công việc, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng tiêu cực của tổ chức, cá nhân để tự kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực chính. Nhóm thứ nhất là công tác quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm quốc gia như dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam, cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nhóm thứ hai là công tác quản lý sử dụng, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. Nhóm thứ ba là hoạt động cấp phép, cho phép, thỏa thuận về các chuyên ngành đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, đăng kiểm, quản lý chất lượng và đấu thầu các công trình. Nhóm thứ tư là các lĩnh vực nhạy cảm khác thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị doanh nghiệp theo quy định, phân cấp ủy quyền như công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng thể chế, quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Kinh tế Việt Nam đang có sức bật nhanh trong ngắn hạn, nhưng trước biến động của kinh tế thế giới, dự báo tăng trưởng cuối năm nay và đầu năm 2023 sẽ gặp nhiều lực cản. Thách thức là rất lớn do biến động về địa chính trị trên thế giới, các chính sách thắt chặt tiền tệ ở các thị trường lớn để chống lạm phát khiến nhu cầu hàng điện tử và may mặc giảm rõ rệt ở hầu hết các thị trường. Do vậy, xuất khẩu của Việt Nam dự báo sẽ chững lại đến nửa đầu năm sau. Hiện nay, sản xuất kinh doanh đang gặp khó khăn khi lãi suất tăng và tiếp cận nguồn vốn cũng không dễ dàng. Bởi vậy, chính sách tiền tệ cần phải thận trọng, đảm bảo các ngân hàng có đủ khả năng thanh khoản và có thể nới lỏng tín dụng hơn, ưu tiên cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đóng góp tăng trưởng cho nền kinh tế.
Dù số ca mắc sốt xuất huyết tại Hưng Yên từ đầu năm đến nay tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng qua các cuộc giám sát của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng Trung ương đánh giá Hưng Yên cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và là địa phương ở dưới ngưỡng ít nguy cơ gây bệnh. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết, hầu hết là các trường hợp đi từ nơi khác về. Trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ổ dịch phát sinh, không có ca tử vong, không có trường hợp chuyển biến nặng. Ngành y tế và các địa phương tích cực tổ chức tập huấn hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp diệt loang quang, bọ gậy và chống muỗi. Bên cạnh nguồn cấp phát từ tỉnh, nhiều địa phương chủ động mua hóa chất diệt muỗi. Các chuyên gia khuyến cáo là ở các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao thì nguy cơ lan truyền sốt xuất huyết cũng càng cao, bởi càng có nhiều vật dụng chứa nước là môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản. Liên quan đến dịch sốt xuất huyết, đến nay tỉnh Nam Định đã ghi nhận trên 1.470 ca mắc lâm sàng. Qua xét nghiệm khẳng định có gần 860 ca xét nghiệm dương tính với virus sốt xuất huyết xuất hiện ở cả 10 huyện, thành phố, đã có 3 trường hợp tử vong. Ngành y tế tỉnh Nam Định cùng các địa phương đang tăng cường triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết bùng phát và lan rộng. Thời gian qua, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương nhận được thông tin phản ánh từ nhiều tổ chức cá nhân về một số đối tượng tự xưng mạo danh cán bộ của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy liên hệ với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh để giới thiệu, chào bán một số sách, ấn phẩm về công tác xây dựng Đảng. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy khẳng định đơn vị không có chủ trương cũng như không cử cán bộ qua điện thoại, fax hay mang sách đi bán. Việc mạo danh này là hành vi trái pháp luật nhằm lợi dụng danh nghĩa cán bộ công chức của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy để trục lợi cá nhân, lừa đảo các cơ quan, đơn vị, gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo cán bộ. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị khi nhận được liên hệ của các cá nhân mạo danh trên cần báo ngay với lực lượng công an, chính quyền địa phương và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy để có biện pháp xử lý, đồng thời đề nghị công an tỉnh nắm bắt điều tra, xử lý hoạt động trên. Cơ quan môi trường châu Âu EEA mới đây cảnh báo chất lượng không khí ở châu lục đang được cải thiện nhưng ô nhiễm không khí vẫn là rủi ro sức khỏe môi trường lớn nhất ở châu Âu. Theo EEA, ít nhất 238.000 người tử vong sớm ở 27 quốc gia thành viên Liên minh châu EU vào năm 2020 do hạt mịn có trong không khí. Cũng theo cơ quan này, mặc dù khối lượng và nồng độ khí thải chứa các chất gây ô nhiễm trong không khí đã giảm đáng kể trong hai thập kỷ qua, chất lượng không khí vẫn còn kém ở nhiều khu vực. Theo bảng xếp hạng của EEA về chất lượng không khí ở hơn 340 thành phố thuộc EU, từ năm 2020 đến năm 2021, chỉ có 11 thành phố có chất lượng không khí theo tiêu chuẩn của WHO. Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia cho biết, trong năm 2021, quốc gia này đã giảm gần 30% lượng rác thải nhựa đổ ra biển. Mục tiêu trong năm 2022 sẽ là giảm gần 40%. Dữ liệu do Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia tính toán cho thấy, nỗ lực giảm rác thải biển của Indonesia đã đạt tiến bộ vào năm 2021, giúp giảm 28,5% lượng rác thải nhựa đổ ra biển so với mức đối chiếu năm 2018. Con số của năm 2022 được đưa ra sẽ là 38,5% so với năm 2018. Năm 2018 được coi là năm cơ sở cho mục tiêu cắt giảm, ước tính có hơn 615.000 tấn rác thải nhựa đổ ra biển, trong đó có hơn 538.000 tấn từ đất liền và số còn lại từ các hoạt động trên biển. Thành phố Barcelona vừa mở tuyến đường xe đạp đầu tiên cho trẻ em, giúp trẻ em có thể đến trường một cách an toàn và thân thiện với môi trường. Những tuyến đường này do người dân thành phố thực hiện và được hỗ trợ bởi Hội đồng thành phố Barcelona. Có khoảng 80 tình nguyện viên cùng sự hỗ trợ của cảnh sát tham gia đảm bảo an toàn cho các bé. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2021, với một tuyến đường, tới nay có tổng cộng 15 tuyến đường đã được mở dành riêng cho các em đạp xe đi lại đến trường. Theo ước tính có khoảng 700 người sử dụng thường xuyên những tuyến đường này và thực hiện khoảng 15.000 di chuyển. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết Mauna Loa, núi lửa còn hoạt động lớn nhất thế giới ở bang Hawaii, Mỹ, lần đầu tiên phun trào sau gần 40 năm. Ngọn núi lửa còn hoạt động lớn nhất thế giới bắt đầu phun trào trở lại hôm 27 tháng 11 theo giờ địa phương, lần đầu tiên kể từ năm 1984. Chấm dứt thời kỳ ngủ yên lâu nhất trong lịch sử của ngọn núi này. Khi núi lửa phun trào, bầu trời đêm của đảo lớn, hòn đảo lớn nhất tại Hawaii, được nhuộm bởi một màu đỏ. Cơ quan địa chất Mỹ cho biết dòng dung nham hiện không đe dọa đến cuộc sống của người dân Hawaii ở phía dưới chân núi. Tuy nhiên, khí và tro mịn từ hoạt động núi lửa có thể gây ra ảnh hưởng nhất định. Bản tin 18 giờ 30 phút ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.